Anh review xe đạp điện sao anh? Xe này có bộ nó độc lạ nha. Giờ đạp mất tiêu rồi. Rồi kèn rồi dây điện rồi nó bứt hết trơn rồi. Giờ đèn thì không biết còn không nữa. Anh em về anh sửa rồi nó đi. Rồi mất đèn luôn rồi. Giờ dây điện thì lòi rồi. Thua. Biết sửa không anh? Này có nước giờ rút ra hết rồi mình đi bán cho chai thôi. Chuyện có lý không anh? Vì anh bạn đó review chiếc xe đạp điện. Xe đạp này có hai đứa nhóc bây giờ nó bạch chành hết trơn rồi. Chủ đề của anh Vlog là chuyên review những hàng độc lạ nha anh em. Thiệt mà xe độc thiệt. Nguyên chiếc đẹp gì mà nó về nó phá ra giờ thành gì luôn. Nhan mất luôn. Rồi đèn đâu ta? Đèn không có luôn. Rồi đèn đâu? Mất tiêu đèn luôn. Không biết lúc nào mở đèn nữa. Đây. À, ủa hư luôn rồi. Chuyên mục review xe anh em ơi. Mất cháu mất dấu hết luôn. Hết câu được đèn luôn.